Ngày làm 24 giờ. Vừa xong vụ mùa, thóc lúa đầy kho rồi, thế mà vẫn bị lão thân ở xóm đình chùa vượt mặt. Chắc chắn là lũ tá điền nhà này lười biếng hơn lũ tá điền nhà lão thân rồi. Từ giờ mình phải đôn đốc lũ lười biếng ấy mới được. Dạ chào ông ạ. Tên kia, sao không làm việc đi hả? Dạ bẩm ông, còn khát nước quá, chỉ dám dừng tay uống ngụm nước thôi, rồi sẽ làm ngay ạ. Cái đồ lười biếng, đã đến giờ nghỉ đâu mà uống nước, làm việc ngay. Đúng là lũ lười biếng. Tối rồi, chúng ta dừng tay về thôi. Ừ. Chào ông ạ. Sao đã về rồi? Mới 7 giờ tối thôi mà. Đã hái xong thửa dâu chưa đấy? Thưa ông, vẫn còn một ít, mà chúng con lại hái tiếp. Một ngày làm như thế thì được mấy thửa? Sao ngày không dài thêm mấy tiếng nữa để chúng mày hết cải? Lão muốn ngày dài hơn nữa ư? Được. Bỏ tiền thuê lũ tá điền này về, vậy mà chúng nó làm có mỗi ban ngày. Ông trời thật bất công quá, sao không cho ngày dài thêm và đêm ngắn lại nhỉ? Bẩm ông, có một thầy phù thủy từ phương đông ngang qua làng. Ông ấy nói là có pháp thuật sai khiến được cả trời đất, ngày đêm. Sao? Có thầy phù thủy có thể sai khiến được cả thời gian ư? Trời nghe thấy tâm nguyện của ta rồi. Mời vào ngay, mời vào ngay. Chào thầy, mời thầy dùng trà hảo hạng từ thảo nguyên xanh nổi tiếng rồi dùng cơm với tôi. Thế ông cho người mời ta vào đây có việc gì? Dạ, tôi nghe nói thầy có khả năng sai khiến cả trời đất, vạn vật. Tôi có việc muốn thỉnh cầu ngài. Việc gì? Chả là tôi có thuê lũ tá điền làm công, nhưng chúng thật là lười nhác, làm việc mà suốt ngày cứ mong mặt trời lặn để về nghỉ. Vậy nên tôi muốn xin thầy hãy làm phép kéo dài ban ngày thêm 6 tiếng nữa để chúng nó hết cớ lười biếng. Việc này không khó, nhưng còn tùy lòng thành của ông. Dạ, hết bao nhiêu tiền xin thầy cứ nói. Vấn đề không phải là tiền bạc. Nếu ông muốn phép màu linh nghiệm thì trong ngày tôi làm phép, ông phải thực hiện công việc của tá điền đúng đủ thời gian mà ông muốn. Thưa thầy, vậy tức là sao? Đơn giản thôi, ông sẽ phải làm việc liên tục trong suốt số giờ ông muốn. Chỉ khi ấy thì ước muốn của ông sẽ thành sự thật. Thưa thầy, chuyện đó thì đơn giản, tôi sẽ làm theo lời thầy. Mấy tên thợ cày lười biếng kia nghe đây, hôm nay ta sẽ làm mẫu đủ 20 tiếng cho các ngươi xem. Nhìn cho sáng mắt ra, rồi từ mai không làm đủ 20 tiếng như vậy thì đừng hòng lấy tiền công. Thưa thầy, tôi làm được bao nhiêu tiếng rồi vậy? Làm tiếp đi, còn chưa đến giờ nghỉ, mới được 2 tiếng thôi. Thưa thầy, con làm được bao nhiêu tiếng rồi? Làm tiếp đi, nhanh tay lên kéo bệ trên quở đấy, còn 4 tiếng nữa mới tới trưa. Cái gì? Bệ trên quở ư? 4 tiếng nữa mới tới trưa. Thưa thầy, con làm được bao nhiêu tiếng rồi ạ? Bẩm ông ngất xỉu liền 8 tiếng rồi ạ. Thầy phù thủy nói ông không làm được nên thất vọng bỏ đi rồi. Thế thầy không bảo ta phải làm gì để không bị quở à? Thưa ông, con chỉ thấy thầy nói bề trên giận lắm. Lão bảy phen này thì xem có còn dám mong ngày dài thêm tiếng nào nữa không. Đáng đời lão ngày dài. Thương người dân. Bà lấy bên này nè, bên này tươi hơn.
Bà gửi tiền. Của bà 50.000, bà đưa cháu bó lại cho. Thôi không cần, về bà cắm luôn. Dạ vâng, con chào bà. Em chào chị. Sao trời mưa mà mẹ không thu máy hiên lại? Mẹ quên. Con dán tờ nhắc nhở trên tường rồi còn gì? Chắc tại mưa nhanh quá, mẹ luống cuống chẳng nhớ ra được việc gì. Ôi trời, đúng là mẹ. Đâu nhỉ? Mẹ nói ai cơ? Không có gì con à. Mẹ có làm sao không? Để mai con đưa mẹ đi khám nha. Mẹ không sao. Tại mẹ không thấy con bé bán hoa ở đâu hết. Cô bé bán hoa ư? Thế cô bé đó là thế nào với mẹ? Không là thế nào hết con à. Con bé hay trú mưa trước cửa nhà mình những hôm giông gió ấy mà. Tội nghiệp con bé quá. Thôi mẹ đúng là ai lại đi thương cả người dân. Tôi chết rồi. Từ giờ trước khi con đi làm, con sẽ khóa cửa cổng lại. Mẹ đừng có mở cổng đấy. Sao lại thế? Bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Mẹ thì có tính thương người, lỡ mai nó lừa cho thì khổ. Không có chuyện đó đâu con. Ở đời nhiều chuyện lắm, không biết trước được đâu mẹ ơi. Thôi con đi tắm nha, mẹ cắm hộ con nồi cơm. Mẹ ơi, chút nữa mẹ thu quần áo ở hiên tầng 2 giúp con nha. Con cứ đi làm đi. Alo, chị ơi, chị có phải là con gái bác Sáu không ạ? Đúng rồi, có chuyện gì không? Mà ai đây? Chị vào bệnh viện Xuân Tuấn đi ạ. Bác bị ngã, bất tỉnh, em mới đưa bác vào đây. Cái gì cơ? Mẹ bắt thang để lấy cái khăn mắt vào cổng, chẳng may trượt chân. May mà có con bé phát hiện, không thì mẹ... Chị cảm ơn em nha. Không có gì đâu chị ơi, em đi bán hoa, lúc chiều có qua trước cửa nhà chị trú mưa. Thấy bác bị ngã em lo quá, đã trèo vào nhà chị rồi mở cửa đưa bác đi đó. Em gửi chị chìa khóa ạ. Em xin lỗi vì đã trèo vào. Chị cứ về kiểm tra xem có mất mát cái gì không ạ. Chị không cảm ơn em thì thôi, ai lại... Các con có biết vì sao mẹ không thu bạc trước hiên mà mỗi khi mưa giông không? Không phải vì mẹ lẩn thẩn đâu. Mẹ cố ý đó. Vì mẹ biết sẽ có ai đó mong tìm được một nơi như thế, cũng như mẹ từng có nhiều năm buôn bán vất vả ngoài đường. Cũng chỉ ước có một mái hiên nhô ra trong những chiều mưa giông như thế. Mẹ, con đã không hiểu được điều đó. Tại mẹ hay tại ba? Mẹ, Bi muốn ba. Bi ngoan ngủ đi nào, ba bận chưa về được. Ngoan nào con. Mẹ, ba vẫn chưa về sao? Nói nhỏ nhỏ thôi cho em ngủ con. Hôm nay ba bận họp chưa về. Họp gì mà tối vẫn họp, ngày nào cũng thế. Thôi, con cứ ngủ đi. Lúc nào ba về, mẹ sẽ khoe điểm 10 này cho. Nhưng con còn muốn khoe ba nhiều cái khác cơ. Mẹ biết. Nhưng Linh ngoan, Linh phải thông cảm cho ba con chứ. Ba bận công việc để nuôi sống cả gia đình của mình mà. Thôi, ngoan ngủ đi con. Dạ. Em lại phải nói dối con nữa rồi anh à. Đến bao giờ anh mới có thể thu xếp thời gian cho gia đình của mình đây? Mẹ, mẹ, bị đau. Hả? Làm sao đau? Há miệng mẹ xem nào.
chết. Để mẹ gọi ba về đưa Bi đi khám. Thôi ba, quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trời ơi, sao lại tắt máy chứ? Alo, chú Tân thư ký đó hả? Có thể nhắn giùm anh về hộ chị được không? Thằng bé nhà chị có biểu hiện bệnh tay chân miệng, cần phải đi khám gấp. Đâu rồi? Thằng Bi làm sao? Em không rõ. Bi nó nổi đỏ nhiều lắm. Cô vô tâm vừa thôi chứ. Có đứa con cũng không chăm ra hồn. Để nó bệnh gì cũng không biết thế này. Em... Thôi, nhanh bế con ra xe, tôi đưa đi. Cô đúng là chẳng được cái tích sự gì cả. Tôi bận trăm công nghìn việc mà vẫn phải về sớm lo việc cho cô thế này đi. Dạ, vâng. Ơ kìa, sao anh lại chạy đường này? Bệnh viện lối kia cơ mà. Cô biết gì mà nói. Khám ở bệnh viện thì làm thủ tục đến bao giờ? Tốt nhất là qua phòng khám người quen của tôi cho nhanh. Vâng. Xong rồi. Thằng bé chỉ bị nhiệt thôi à. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cháu. Dạ. Đây, anh cầm đơn này mua thuốc và làm thủ tục cho cháu về. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ làm ngay. Chồng chị trẻ trung và phong độ lâu thật đó. Nhìn không ai nghĩ đã lập gia đình. Chị đúng là có phúc đó. Có phúc. Sao giờ này mà nhà cửa vẫn tối om như hũ nút vậy? Linh, sao ngồi đó mà không ra chào ba? Sao giờ này ba mới vội? Sao ba không nghe điện thoại? Con gọi ba bao nhiêu lần rồi đó? Ba biết không? Thì ba bận việc mà con. Bận, ba bận đến vậy hả? Mẹ bị ngã cũng không đáng để ba về hả? Ngã à? Ở nhà thôi mà cứ sinh chuyện suốt vậy, vợ với chả con. Ba, rốt cuộc là ba bận những gì? Ba chẳng bao giờ về sớm, chẳng bao giờ kể chuyện hay giúp con làm bài tập như các bạn trong lớp cả. Cũng chẳng đưa chị em con đi công viên chơi bao giờ. Suốt ngày chỉ thấy ba về là lườm ngút, mắng mỏ mẹ, chê mẹ không biết làm việc, không thương con cái. Ba có biết mẹ phải làm bao nhiêu việc không ba? Ba... Sáng nay, mẹ phải bắt taxi đưa em đi khám lại trong bệnh viện đó. Em bị tay chân miệng thật chứ không phải bị nhiệt đâu. Mẹ cũng thương em và lo cho em lắm, chứ đâu có vô tâm như ba nói. Thật ư? Mẹ đưa em đi khám lại rồi à? Còn lúc chiều, mẹ làm nhiều việc quá nên bị tụt huyết áp, ngã từ trên đó xuống. Con phải gọi hàng xóm sang giúp, không thì... Còn nghe mấy bác hàng xóm nói, mẹ có vợ hai ở bên ngoài nên mới thờ ơ với mẹ và chúng con như vậy. Có phải không ba? Ba hết yêu mẹ và chúng con rồi hả? Không, không có chuyện đó đâu con. Thế sao ba? Ba xin lỗi, ba sai rồi. Đúng là ba có bận. Nhưng hơn hết có lẽ là ba đã quá vô tâm. Ba vẫn rất yêu mẹ và các con. Ba sẽ thay đổi để mẹ và các con không phải ấm ức nữa. Ba hứa đó, được không? Ba hứa thật chứ? Thật, ba hứa. Thôi, vào xem mẹ thế nào đi con. Dạ. Chú chó chăn cừu. Cừu non ơi, đừng đi chơi xa quá nha, kẻo gặp chó sói đó. Dạ, vâng ạ. Cha, ai mà trông lạ thế kia? Bác ấy trông thật dũng mãnh làm sao, mình phải làm quen mới được. Ôi da, có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thôi? Cậu có biết ai kia không? Là bác chó chăn cừu đó. Hóa ra là bác chó chăn cừu. Tớ sợ chết đi được. Bác ấy có hàm răng mới nhọn làm sao? Chưa kể đến bộ móng vuốt cũng sắc thế kia. Giống y hệt chó sói. Ồ, đúng thế thật. Biết đâu một ngày ông chủ quên cho bác ấy ăn,
bác ấy đói quá mà quay sang ăn thịt chúng ta thì sao? Ồ, cậu nói đúng. Những loài ăn thịt thì mới cần đến móng vuốt sắc nhọn thế kia. Bọn mình nên bảo mọi người tránh xa bác ấy ra cậu ơi. Cừu thì chơi với cừu thôi. Ồ, tớ đồng ý. Đây, cừu non ơi. Chị cừu bập ơi, chú cừu gầy ơi. Sao không có ai chơi với mình thế nhỉ? Cừu mập ơi, cái gì mà đẹp thế? À, đó là cầu vồng đấy. Cậu sinh sau tớ, nên giờ mới được thấy cầu vồng nhỉ? Ừ, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cầu vồng. Đẹp quá cậu ơi, tớ phải đến gần hơn để xem mới được. Cậu đừng đi, ngoài kia có chó sói đó. Cừu non ơi, cừu non. Một con cừu non tơ béo ú. Tên chó chăn cừu kia, mau tránh, đừng làm sống mất miếng ngồi ngon của ta. Có ta đây, người đừng đụng vào bầy cừu tổ nghiệp. Ái chà, vậy hãy xem. Cừu con, đừng sợ, có bác đây rồi. Cháu cảm ơn bác. Ừ, cháu không sao là tốt rồi. Cháu xin lỗi vì đã nghĩ xấu về bác. Giờ thì cháu biết rồi. Bác có răng và móng vuốt nhọn là để đuổi sói, chứ không bao giờ làm hại cừu cả. Tiếng gọi từ trái tim. Con chào ba. Hôm nay học có vui không con? Vui ạ. Tuấn, sao cậu chưa về mà còn ngồi đó? Sao dạo này không thấy ba cậu đến đón như mọi khi? Tớ đợi mẹ đến đón. Ba tớ đang đi công tác rồi. Thế hả? Thế tớ về trước nha. Ba tớ đến đón rồi. Ừ, chào cậu. Mẹ con mình ngủ thôi. Sáng mai còn dậy sớm đi học. Mẹ, đó là chỗ của ba mà. Chỗ của mẹ ở trong này cơ. Ừ, mẹ quên. Mẹ, sao ba mãi không về? Lâu lắm rồi ba chẳng đón con ở trường. À, mẹ nói rồi bà. Ba đi công tác, rồi ba sẽ về với con. Không đâu, con không chịu đâu. Sao ba đi lâu thế? Mẹ gọi ba về với con đi. Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ con mình hôm nay đi thăm ba nhé. Thật à mẹ? Tuyệt quá. Mẹ ơi, đây là đâu ạ? Đây là nơi ba con ở con à. Nào,
Nhanh đi vào gặp ba thôi con. Tuấn! Ba! Sao ba đi công tác mãi mà không về với con? Ba xin lỗi. Ba chưa về với con được. Ba rất nhớ con. Ba! Sao ba lại phải ngồi vào tấm kính này? Con muốn ba cõng con chơi máy bay với con cơ. Ba chưa về với con được. Ba À, mẹ bảo ba rất bận mà. Con tặng ba chiếc máy bay này. Lúc nào nhớ con, nó sẽ đưa ba về thăm con. Cảm ơn con. Nếu ba bận không về được, ba viết thư để con chim này mang về cho con nha. Ba ơi, ba xem nè, tranh của con vẽ được giải nhất nhé. Đây là ba, đây là mẹ, ở giữa là con đó. Ba ơi, hôm qua con được điểm 10 môn toán nè. Giỏi quá, ba sẽ thưởng cho con một ly kem nha. Huy ơi, làm gì mà ngồi thất thần ở đây thế? Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đi gặp cán bộ. Sao? Để làm gì? Tôi còn một số điều muốn khai nhận. Tôi không muốn giấu giếm điều gì nữa. Phải thành thật mà làm lại tất cả từ đầu thôi. Tôi sẽ cải tạo thật tốt. Tôi muốn sớm trở về với con, với gia đình hạnh phúc của mình. Cậu nghĩ vậy là phải lắm. Cố lên, ngày trở về sẽ không quá xa đâu. Ba ơi, máy bay của con đưa ba về nhé. Nào, ba ơi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.